Dùm này đâu tính tiền đúng rồi. Sao để chờ tính bài kia, bài này kia quá nha, chứ chị tôi không có đồng ý nha. Sáng không? Sáng không? Que. Ăn dùm đó. Nè em nấu ngon lắm. Em nấu á, thèo quá. Chứ giờ ăn này rồi, ăn cái này đi, ăn mà thuốc cay chưa dễ đi trời. Ăn dùm không tính tiền nữa chị, cho nên ăn thoải mái đi chị. Cái gì? Không thấy vậy nè, không tính tường là tối nay Quỳnh Lam mới đi ra cầu Hiêm Lam đúng rồi, rồi đứng bóc túi đấy lộn. Ê, phải rồi không, nhớ. Không có tiền đi xe về, phải đứng ở ngoài rồi bắt xe đi về. Em cứ làm lộn cái này, nó trái Quỳnh Lam cho hoài vậy em. Ok, ra đi xíu nha em. Ê, nó nghe là có mất cái đồng hồ chưa, Quỳnh Lam đụng với người ai là su lắm đấy nha. Má, má, cái đồng hồ mắc hơn nữa đó mà. Yeah, khách vô thì mấy bé ơi, khóc cái gì vậy bà nội, khóc cái cười vậy, đang cười đó, đang cười rồi hả, cười đâu rồi, chí thọ à, nhét tiền còn trống nè em, em đi biết. Kêu Lam qua đây giải quyết nè. Lam ơi Lam. 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 Lam bán má ơi, cái gì? Khách đòi ký sổ nè, kêu Lam qua đây giải quyết nè. Ký sổ là ai qua qua ký sổ là má. Ký sổ gì đó má, ở đây không có cái duyên duyên thiếu mà đòi ký sổ nha không? Ký sổ. Cái gì mà ký sổ gì không có chứ? Không có ký sổ, cái sổ này bàn là bao nhiêu vậy? 170 đồng. 170 đồng má, má đưa thêm 30 đi chẳng 200 như dễ cho bao nhiêu vậy 30 đi bé. Trời ơi má thôi. Dạ chị đi bé ơi, 170 đồng đó bé, chứ không phải là 70 ngàn đâu bé. 70 ngàn là cho đúng không vậy? Nhớ rồi cho lên chùa lên miễu lấy nha bé nha, ở đây chị không có tự thiện nha. Cho rồi. Ghét ơi. Không có được. Cái đòi cây sổ luôn nè em. Trời chết rồi. 170 nhét cho cái túi gục cho bà lấy đi. 170 nhét cho cái túi gục cho bà lấy đi. Lấy luôn má. Không lấy đâu má, hiểu không mình lắm quá. Đóng cửa. Đó. Ai yếu đi. Đây, quậy quậy. Đưa tiền người ta bán nè. 170. Đưa em nguyên cái bóp gì có chịu gì qua. Gà nó trời. Đó rồi. Còn có
còn có 160 chị ơi, đưa cái kéo cho em coi. Tóc ba cũng dài quá nè, ra ngoài tôi đi ăn ngang mình nói nói quá thì chết rồi. Ok hả, ghê thiệt chứ. Nó ký sổ là nó chửi, mà cái hồi đưa đủ tiền thì nó hung tay. Nó có tiền mua mít, bà đạt thì rút vàng, rút bạc, rút vàng rồi mà chứ có tiền mua mít. Dạ em ráng bán đi rồi em cho chị mượn nợ mua cái mít gắn vô đi. Ê, em lấy hai cái túi nước biển ra bán cho từ 10 triệu mượn tiền nha. Ê, được á, được á, được. Để ngày mai em kêu ông thép lóc ra cho em. Ok.